Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày. Lạy Chúa, trong chốn gia đình một mình tôi theo Ngài, thật nhiều khi Chúa ơi nước mắt âm thầm rơi. Nhìn lên Chúa trên trời nguyện cầu cho bao người, chờ ngày vui sau tới cùng chung tiếng ca ngợi. Luôn cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi, bởi vì Chúa ơi thế gian đầy tăm tối, đường hoang vắng xa vời cần Ngài soi lối. Mỗi bước đi trong đời nguyện Chúa nắm tay tôi. Lạy Chúa, tôi vẫn mong rằng trọn đời được theo Ngài. Một niềm tin sắt son đứng vững trên thời gian. Mọi lối cuốn trong đời cao bằng mấy ngang trời. Chặng đường tôi đang tới tình thương Chúa soi ngời. Luôn cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi, bởi vì Chúa ơi thế gian đầy tăm tối, đường hoang vắng xa vời cần Ngài soi lối. Mỗi bước đi trong đời nguyện Chúa nắm tay tôi. Mỗi bước đi trong đời nguyện Chúa nắm tay tôi.
về cho đi được không? Thank you.
yang jer meka ikwa yang bi tiam kau ket sam ji klei in ta kau tua ham ji ai ti dam rai ko pui meng i tel tru ruai kau tui bu bo om ta i chang ke kau tip lam kwa yang rai ke kau kau ket sam i hong klei kha klei pap i chum nan kau ai tia câu chẳng buồn bí mi na nào lại tiếp câu chẳng giờ chỉ cơ qua nhà cứ doa y phố loa lẽ câu cứ doa lấy chuẩn lẽ câu đừng mừng rồi câu mà tu lẽ nâng y ra này câu chính nhiều người tướng con người chết là hết và nghĩ rằng như vậy nên người ta vừa tự vọng vừa sợ hãi, nhưng Kinh Thánh quá biết rằng người qua đời trong Chúa cũng thấy Giêsu không chết mà chỉ ngủ mà chờ ngày chiến phán kèn Chúa Trời hoặc là chừng đấy sẽ thức dậy. Thánh Thi Ca thứ nhất đoạn 4 câu 13 đến 18: Hãy mau ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời, tiếp nhận tin tôi sự tin làm công của Thánh Linh, và hãy tin thức và còn cơ hội tôi vẫn còn có anh em trong danh Đức Chúa Christ. Amen. Chẳng cơ cầu tiếp lắm quá giang rơi cơ cầu thâu cất sắp đi hồng cây khà cây bạc y chúng nâng câu ai tia câu chẳng buồn bí mi na nào lại tiếp câu chẳng giờ chỉ cơ qua giang cứ doa y phố roa lệ câu cứ doa lệ y chuẩn bây giờ là thì bên gia đình, bởi vì chúng ta đã đọc về quy định của tổng lễ hội thì trong hiến trong giáo nghi thì có phép đeo tang, rồi về văn hóa của anh em kinh mình thì đây thì bên gia đình cũng muốn đeo tang. Thì trong thời giờ này thì chúng ta đã cầu nguyện thờ phượng Chúa trước khi kết thúc, trước khi chúng ta cầu nguyện chung thì đây có anh chị chấm xin suốt tơ trù rơi câu tươi bu bóm ta y tơ trù rơi câu tươi bu bóm ta y. Xin lên lao hình cờ bọa hình ghi chi chàng yong tay đây thần ta gặp vui là buồn thung tư chẳng ru là mạ bọ cơ rùm ghi tôi sức làm ta mừng chi chàng yong tay đây làm ghi chình là mạ giam ưm ra giam lên lại là màu nữ nữ là bồ sang lên lại nhồn chình lại màu bọ xin lên là mạ giam ghi lại bồ tì là mạ ru mạ giam lên ra thì ưm rùa cái này nên là năm mông cát để sang rùa nhé nào là rùa cái tên là nục mại chạm lại nhiều mọc khoa sau này pô sang là bọc khoa nên có để màu bằng mốt lên là pô sang như là mạ bọ nhu sẽ nên nên chẳng biết cha cũng dùng tay đây chạy em thành viên này sáng soi hơn u vàng nhờ lòng tin ta trông thấy cánh hiên vi vì cha ở bên kia mong ta trốn đàng
ហើយយើងខ្ញុំហើយនឹងយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញនេះឡាចាក់អីខ្ញុំមកនៃទីចាំងនឹងដឹងថាឯណាខ្ញុំមកយោអាផងខ្វាយសាប្រោសំឡៃកោអីអេ 1 ហើយចាក់ជិនហើយដល់ណាងទីក្រាស់ក៏សាងឯបុត្រនឹងណែឯទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាត់ទៅយោអាចាក់ក្រាប់ព្រួយបនិតណាស់ឡំមងក្លាយសាស៊ីត្រង់ផ្លែឡំទុកដល់រួយអើខ្ញុំឯងទុំបិទមកណែខ្ញុំយ៉ាក្មាមវត្តទឹកមរះយ៉ាំតាក្លាយមកឡំសាច់យ៉ាំហើយចាក់អីពីដល់នឹងប្រែមកយោអាផងខ្វាយសាប្រោសំឡៃមកដឹងងារឡាចាក់អីបន្លាយពីនេះកោឡំនឹងយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន Chỉ có Chúa Giêsu siêu phàm chính cứu Chúa con, cứu Chúa thật lạ lùng muôn muôn đời. Chúa hóp đã tiếng kia đêm hồn linh con yên sâu. Ở đây con vui xem sông linh. Bố thêm cho con lên.